À, nước rửa cơm mà thấy có mấy ngóc nằm chỏng nữa hả? Ý là cái này hồi là mình ăn nữa hả? Rồi. Rồi Vinh mến chào quý cô chú anh chị ha. Thì sáng nay đi ngang qua chỗ chị Nhi Vinh Kiệt nè. Thì để ghé lại coi thấy anh Kiệt đang làm cái gì nè cả nhà. Rồi chào anh Kiệt nha. Nấu cơm anh Kiệt. Nước rửa cơm mà thấy có mấy ngóc nằm chỏng nữa hả? Này ốc còn có gì đó. Có ốc quắn chỏng nữa. Nhiều ít. Quay kìa có đâu mà. Để chị Nhi đâu rồi anh Kiệt? Đi sinh rồi. Đi sinh ha. Bà đi lâu chưa? Đi quá hồi nãy hả? Mới nãy hả? Lúc mấy giờ? Cái chậu hoa. Ngủ ngoài ngoan quá. Cái gì? Ngủ ngoài ngoan quá. Vậy quên quên nước cơm vậy thải tử nữa. Chị Ni làm là anh Kiệt ở nhà làm nội trợ ha. Ăn cơm thấy cái đó có mấy gì đen đen này. Này à, đồ khác quá. Khác hả? Người khác. Ủa sao không cạo đó ra đi? Kìa thấy lặn bận lên nhóc luôn kìa. Nó chóc lên đó. Nó miếng đen đen nhóc luôn đó. Có gì đâu. Quất quất láng luôn hả? Ủa chóc lên nhóc hết trơn kìa. Cái đó nước đó là mình dùng để rửa gạo ha. Rồi cái vô nước lọc nấu ha. Rồi sáng nay ăn cơm với cái gì anh Kiệt? Đó. Mày hả? Gà hả? Hồi anh nhất dịch ha. Qua vợ hả? Bữa nay làm tiếp hả? Ý là cái này hồi là mình ăn nữa hả? Chảo nào chảo nấy đang thù lùi. Cái này ở đây mình không có điện là tối anh đốt đèn dầu hả anh Kiệt? Để không có tay nữa. Điện thoại chống pin nó bọt. Ở đây không có điện là tối không sạc pin điện thoại bằng gì? 18. Đi sạc ké ha. Đi phụ ngày 3 sạc ké vậy. Vậy hả? Sạc dầu cũng phụ sạc gì. Tháng ha. Rồi cũng được đi. Đồ ăn này kia nè. Hết rồi. Bữa nay sạch đồ ăn hết rồi. Có thấy hai trái mướp nè. Sao cái miếng mũ đó anh không để anh trên này đi mình đốt á tự nhiên thảy dưới kia chàng. Gì đó? Miếng mũ đó đó. Nó che rồi. Che nữa hả?
đây là làm bếp. À gì là để dưới là ngâm ha. Ừ. Ngâm mấy ngày gì luôn ha. Đó. À. Ở dưới ngâm mấy ngày cả nhà. À, cho nó ra đất. Rồi à, đem lên che tiếp. Che kiếm đường ra ngủ riêng hả? Có ấy bếp mà. À, định là làm thêm cái bếp ha. Cái bếp, chỗ nấu ăn này kia hả? Ừ. Tứ cày ha. Thì chị Nhi thì đi đi xin kiếm thêm thu nhập. Còn anh Kiệt ở nhà thì làm nội trợ. Làm nội trợ giặt giũ, nấu cơm rửa chén với chăm sóc vườn tược nha cả nhà. Có nhiều có nhiều quý cô chú anh chị nói sao mà anh không đi làm phụ với chị Nhi đi. Bây giờ cũng không có xin mà bây giờ ấy hầu ta đủ người hết trơn rồi. Không có mà cho nó làm. À là anh có đi hỏi vòng vòng ở đây rồi ha. Ừ. Là không có người ta đủ người hết à, không có công việc cho anh ha. Ừ. Đào hồ mà đâu có phải vậy đâu. Ấy ta đủ người hết trơn rồi. Ừ. Sáng nay thức gì trễ vậy, dọn dẹp này kia ha. Không dọn là chửi à. Tính ra ông này cũng xài vợ lắm chứ bộ. Hù hù vậy thôi à. Như vợ anh thì anh sợ thì nói gì đi, rồi người khác là sao? Rồi. Khác không? Còn cái này ở gần mấy cái cây này kia nó rụng lá xuống nè, một ngày gì mình quét cái tuồng là mình một ngày mình quét được khoảng bao nhiêu lần? Cái tuồng trời gớt vô thao hết luôn rồi kìa, gớt vô nước hết rồi. Mấy cái bọc này kia anh nữa anh gom lại cái vô cái bọc á, cái mình kiếm chỗ nào á mình đốt đi với quăng xuống sông gì nó ấm lắm. Bà đi xin về thường thường là bao lâu mới về anh Kiệt? Đến 10 giờ. Khoảng 3-4 tiếng vậy ha. Ừ. Đi con đường này. Ừ. Rồi hổm dài hai người hết cự chưa? Sợ sợ quá. Không mà cự bỏ hoài bà đi luôn đó. Ủa sao cây đèn dầu mà không để ở ngoài đi, tự nhiên để trong mùng chi chàng nè, đèn dầu nè. Ờ để ngoài hả? Sao không để ngoài đi, để trong này chi vậy? Ừ, tối đốt rồi nó ăn cơm thì kia đó. À, trời ơi, ở chỗ này này kia mũi này kia nhiều, ăn cơm sớm sớm đi, ăn cơm chi mà tối hù đi chui vô mùng đốt đốt đèn nằm trong đó. Ăn dột chứ mà. Đợt này này kia là dọn dẹp này kia thường xuyên ha. Thấy nó sạch sạch này nè, nó đỏ hơn được hỏm nhiều rồi nè. Ừ. Mình ở ké thì mình cũng phải cho nó sạch sạch vì người ta cũng mới thương mình được chứ.
rồi khổm thấy xử lý được cái miếng mủ mà nằm ở dưới ở dưới cái chổng này là thấy là cũng ok rồi nè. Trời ơi, khổm có miếng mủ nhìn nó gớm luôn á. Cái này mà soạn sơ sơ lại nữa là đẹp, ok liền. Sao không lấy cái miếng vạt này ra ngoài luôn nè anh Kiệt? Gì? Để nào lấy? Lôi ra. Lôi nào? Dở cái chổng lên, người ta lấy cái miếng vạt này ra nè, ta che thêm miếng mũ ở đây nữa, ta để chỗ này ta ngồi ngoài. Đúng không? Đi. Che thêm cái nới cho nó rộng ra là được rồi đó. Ta cũng suy nghĩ ngộ ha, người ta đàn ông á thì người ta đi làm để nuôi vợ, cái này là anh Kiệt là ngược lại là làm nội trợ, chị Nhi sẽ là người đi làm kiếm thêm thu nhập. Cái này dọn dẹp khúc trên này nữa là ok luôn đó anh Kiệt ơi. Chai nhựa này kia là bỏ vô nè đó. Đó cả nhà thì đó, quý cô chú anh chị có cái lời nào mà góp ý để cho mà Nhi với Kiệt mà để sạch sẽ hơn á, mọi người cứ để lại bình luận nha. Đó, một khi mà Vinh còn quay là Vinh lúc nào cũng vậy, lại là đọc hết mấy cái góp ý của quý cô chú anh chị đó, để cho Nhi với Kiệt đó, nó ở này kia, cái chỗ ở nó cải thiện hơn nha cả nhà. Có mấy cái miếng quần áo này kia này, cái này cái bỏ đi anh Kiệt lứa chăng nè. Kiệt quét này kia nè, nó như cái chòi của anh Kiệt này là hởm mà vô mùa mưa này kia là có giọt bọng gì không? Không. Vậy? Không. Không luôn hả? Ủa che hay ta? Che tôi thấy chỗ này là nó bị quằn xuống mà không giọt hả? Tụt lỗ rồi, tụt vô lỗ đó là đi xuống đi luôn à? Hay ta?